chuyện nhân gian với nhọc nhằn cay đắng, cay đắng thương nghỉ mang. Theo anh đi đạo y vàng xa thân phi thắng thua thiệt hơn tình pháp đi chạy đàn nhọc nhằn nhân gian theo cùng mây khói trong cõi ta bà chữ thiệt ngân nga chuông thiệt soi sáng soi sáng lưng nghỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chùa vang vọng nghĩa nhân, thiền môn cây đức xa gần tòa hương, tâm an chút sạch bụi thường, không còn sầu khổ vẫn vương ta lòng. Mạch nguồn gan đục trầm luân kiếp số sầu đông, được nghĩ gì xa lìa bề khổ sân si, về nơi cửa Phật A Di một ni đời, như nghĩ thể luân hồi từ bi, như thế luân đi hồi cho tôi mà được nghe chỉ lối ai ơi, từ bi xa dẫn đời, không còn những đầy vơi thuyền tâm sông đảo xa nghi ngờ. Phật cõi thần tiên, xua đi tăng đi tối muộn phiền, tâm luôn được bình yên. Xua đi tăng đi tối muộn phiền. Thiền gieo mầm nhân nghĩa, quả phúc sai cành cây đức sẽ đơm bông, cửa Phật từ bi con luôn gắng vun trồng, tâm giác ngộ gắng nên công nên quả. Phật pháp mi nhiệm mi màu khác,
Phật Quan Âm diệu hiền. Xa rời thế sự đạo điên, nương chốn linh thiêng, cửa thiền soi sáng tình nghi tâm, lắng trong lòng như nước xuôi một dòng. Thành thôi trí huệ nơi miền
một pháp nhiệm mi
Phật ở, Phật ở trong mi tâm mi. Xóa hết đi lỗi lầm mê, khi tâm ta sống trong thiện nhân soi đi lỗi lầm, không làm ác gian, chăm lo công đức chúng sinh, xây đời cho hạnh phúc ấm no. Phật trong đời Phật chiếu, Phật chứng
huyện giữa tòa vàng cứu trần thế truyền bác nhân thiền lòng bác ái nhân từ tươi.